các anh chị trên mọi miền tổ quốc đã đến với kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây. Trở lại với nhà vườn Lan Phi thì hôm nay chúng em xin giao lưu với cô chú anh chị về một số tác phẩm chất nghệ, lụa nghệ thuật và có săn độc nữa nha cô chú. Kính mong quý cô chú anh chị gần xa tin tưởng ủng hộ nhà vườn, địa chỉ tọa lạc tại Hội Thành Đức Hòa, Lên Long An. Số điện thoại liên hệ là 0326408040, cũng là Zalo luôn. Thì cô chú anh chị mình ơi, còn có hai tuần mấy nữa là tới Tết rồi. Cô chú anh chị mình nhanh tay sở hữu một tác phẩm về chung Tết nha cô chú anh chị. Cận Tết á, thì ở xa ví dụ như miền Trung, miền Bắc á, thì ship rất là lâu, thì bây giờ mình mua dần từ từ là vừa đó cô chú ạ. Cận Tết thì nó lụp chụp lắm. Hôm nay nhà vườn là lên những cây chất nghệ là giá từ 1, 2 triệu, 3, 4 triệu, 5, 6 triệu, rất là nhiều mức giá để mình dễ lựa chọn của các anh chị. Giá rất là vừa chơi để chơi Tết luôn cô chú anh chị. Đủ phân khúc luôn. Bình dân, tầm trung, đúng, giá đủ giá hết. Rồi, giờ vào cây đầu tiên luôn. Dạ, em đi vào cây đầu tiên. Cây này phải nói là không chơi cây này thì chơi cây nào nữa là cô chú anh chị. Lũa đế đẹp, lũa đẹp, thân cũng đẹp, cốt cành to. Cốt cành này em tháo dây gần hết rồi, chỉ còn điểm có 1-2 nhánh nhỏ thôi. Nó quay từ đế lên. Cái nét lũa này nhiều anh thích chuộng lắm nè cô chú anh chị. Cái này hai người bê nha cô chú anh chị. Dạ em bước vào đi đo thông số. Đế nó chảy chảy là cắt hướng nhìn rất là phê quá chị. Xung quanh đây thì nó có đệm những cái cây chi tử. Tán là 80. Chi tử luôn cũng bự rồi. Chiều cao là 126. Quanh là 8. Quanh là 81 cô chú ạ. Cái thân này, cái thân này là 45. Lũa nhìn nó là phê quá chị. Không chơi cây này thì chơi cây nào nữa cô chú anh chị. Rất là phê luôn. Có chi tử nè. Có cái rễ nó cũng lên lá luôn nè cô chú anh chị. Cây này sức sống rất là khỏe, mạnh liệt lắm. Có cành bự hết rồi. Xứng đáng đồng tiền luôn cô chú anh chị. Cây mã số 1 nhà vườn giao lưu cô chú anh chị mình giá là 7.200.000 bao ship luôn chậu cô chú anh chị. Thì bên em á, các tỉnh lân cận như là Tiền Giang, Vĩnh Long, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Củ Chi, Tây Ninh, những cái giá trị cao là bên em cho xe chở tới nhà cô chú anh chị, bảo vệ tốt nhất cứ có thể luôn trung tiếp mình nha. Cây này ở dưới nhìn lên tàn rất là phơi luôn nè cô chú anh chị. 7.200.000 cho cây mã số 1. Quá xuất sắc, em xin phép qua cây. Tiếp theo là qua mã số 2 là cây nhỏ của anh chị. Một cây nhỏ. Cây này một người bê nhẹ nè cô chú anh chị. Phụ nữ bê cũng được luôn. Hôm nay thì giá hữu nghị đầy đủ mức giá luôn. Ai cũng có thể sở hữu một cây nghệ thuật chơi hết cô chú ạ. Cây này là nằm trong tàu chú anh chị. Nằm trong tàu luôn, trong xỉn luôn đó. Làm lũa này kia. Về mình chỉ chăm lại cái cốt cành thôi. Cây này lũa đã đẹp sẵn rồi nè cô chú anh chị. Đây. Cuối tuần mình có cái cây nhỏ nhỏ, mình cầm kéo mình bấm vô dây cũng giảm giải tỏa được cái căng thẳng cuộc sống. Chiều cao là 90. Tán ngang là 52. Ừ,
Hoành là 51. Cái này để bàn đẹp nè cô chú anh chị. Cây mã số 2 em xin phép vô luôn cô chú anh chị mình, giá là 1,5 triệu bao ship luôn chậu ha. 1,5 triệu bao ship luôn chậu cho cây mã số 2 nha cô chú anh chị. Này nó hai thân giống như là huynh đệ. Hai huynh đệ chí cốt đứng cạnh cạnh nhau. Dạ rồi em qua cây. Trước mắt cô chú anh chị mình cây mã số 3 hay cô chú anh chị. Cây này vân nhân cành rơi. Rất là đẹp. Có chi tử. Chiều cao là mày 1m22. Hoành là 53. Tán ngang là 52. Chạy. Tết mà mình trưng một cây lũa trong sân á cô chú anh chị, giúp cho rất là nổi bật cái khu vườn của mình luôn. Thì nhanh gần tới Tết rồi cô chú anh chị mình nhanh tay sở hữu ha. Tại vì cận Tết nó vận chuyển nó khó khăn lắm á cô chú anh chị. Thì bây giờ mình mua là vừa đó. Cái này em giao luôn tới nhà của chú anh chị mình là 3,4 triệu bao ship luôn chậu. 3,4 triệu bao ship luôn chậu cho cây mã số 3. Cái này là cúc cành cũng khá rồi các bạn chị. Còn khá. Rồi em xin phép qua cây luôn ha. Số 4. Một cây chắc người vân nhân cành rơi ha cô chú anh chị. Cây này lũa siêu đẹp nha cô chú anh chị. Co lắc lự. Cây này đúng chắc nghệ thuật luôn. Này về mình kiếm cái lồng chim nhỏ mình treo cũng được cô chú anh chị. Mình treo mình chim nhìn cũng hay luôn các anh chị. Nó nghệ thuật là nó không có giới hạn, mình muốn rất là đẹp cái này hay cô chú anh chị. Mình biến tấu kiểu gì là ra cái sáng tạo riêng của mỗi người. Cây nằm trong chậu tàu rất là đẹp nha. Chiều cao là 88 cô chú anh chị. Chậu này là hợp với dáng cây. Tán ngang là 54. Hoành là 38. Chuyện lỗ không anh chị? Tầng tầng lớp lớp đang xen vô nhau rất là đẹp nha. Tuy là cây nhỏ nhưng mà cúc cành khá. Cúc cành phải nhỏ đâu. Mấy chị xem cái cúc nè. Nhỏ nhưng có vỏ. Cây nghệ thuật. Cái lồng chim này em lấy của cây kia em treo lên. Lồng chim mini. Nó cô chú bác chị thấy cái lũa nó xuyên thấu không? Xé là nhìn rất là phiêu luôn. Cây này giá nhiêu em? Dạ cây mã số 4. Nhà vườn xin phép cho luôn cô chú anh chị mình giá là 2,2 triệu. Chậu đẹp, lũa đẹp, cốt cành to, bao ship tới nhà luôn. Chỉ có 2,2 triệu thôi. Nhìn quá xuất sắc cái này cho chú anh chị. Giá vừa chơi luôn. Em qua cây. Lũa, quên nữa cái đế không anh chị. Nó đế là đây còn nha. Nó dẫn ra tới đây luôn nè. Tại chôn hơi sâu quá. Rồi. Trước mắt của chú anh chị mình là cây mã số 5. Cây này lũa đẹp nè cô chú anh chị. Cốt cành cũng to bự rồi nè. Cây này tầm 1 tuần nữa là lá xương xuê. Cây này đường thân nó co dĩ xê khá đẹp, đế nở.
đều là hai bên luôn, gần như là đều là bốn bên luôn, bốn bên luôn, chứ hai bên nữa. Chiều cao là 1m1, tán ngang là 81, quanh là 64. Đế mặt ghê quá nhỉ, nhất đế nhị thân tam cành tứ lũa cũng đẹp luôn, đỉnh rất là đẹp, nhìn phiêu. Cây này cũng to chứ anh chị, hai người bê. Cái mã số 5 em giao lưu của chú anh chị mình là 5.4 triệu, bao ship luôn chậu. Cây này duyên mua được này cô chú anh chị. Bộ cành cũng khá ok, chút sao đầy đủ luôn, hai lỗ đỉnh đẹp, mặt nào cũng thấy lỗ hết nha, lỗ rất đẹp luôn, về toàn cảnh lỗ luôn, lên khang hốc luôn. Dáng này là cái dáng này là có trong sách nhưng chú anh chị, nhất trụ kình thiên nè, mang ý nghĩa là cái người nam nhi đại trượng phu, mang cái sứ mệnh trọng trách lớn lao gánh vác việc nhà việc nước, một mình là một tay mà chống trời luôn, nhất trụ kình thiên luôn, nhìn nó cũng hao hao như là một cái cây đại cổ thụ ở giữa đại ngàn của anh chị. Lũa cũng khá đẹp, này 50% là lũa. Này được lũa đây, được lũa chạy từ phía góc lên đỉnh, rất là đẹp luôn. Sắc lắm rồi, cứ duyên rồi, chết chết rồi. Ở trên là quýnh cái kiểu tàn phơm thiên nhiên của anh chị. Bộ lũa cũng khá đẹp nha, rất là nổi bật, bộ lũa rất là mạnh mẽ luôn, như những cái cây giống như ý chí của một người đàn ông vươn lên nha. Kêu nào em đi vào đoạn thông số luôn nha mọi người. Lũa này nhìn giống như là cuộc đời nó gây được bao nhiêu cái sóng gió bão táp khó khăn mà cái sức sống nó vẫn vươn lên, không có gục ngã, ý chí quật cường. Chiều cao là 1m1, tán ngang là 77, quanh là 62. Cái này sao giao lưu với cô chú anh chị mình là 6.2 triệu, bao ship luôn chậu ạ. Từ phía dưới lên cây lực khoe luôn anh chị. Này về mình để cái đôn nó cao cao lên nhìn nó đã nha. Cây mã số 6, 6.200.000.
qua cây luôn. Alo cô chú anh chị, mình cây mã số 7 nha cô chú anh chị. Cây này giá vừa trên, chiều cao là 102, tán ngang là 560. Hoành là 60 luôn cô chú anh chị. Cây này nằm trong chậu sịn luôn cô chú anh chị. Khi cô chú cho anh chị mà xem được clip này là tín hiệu vũ trụ gửi đến cô chú anh chị mình là gần đến Tết rồi đó. Nhanh tay sở hữu một cây chất nghệ về để chơi Tết cho có với lại anh em ha. Cái chậu này không là gần gần 400 nghìn. Số 7 em xin phép cho luôn cô chú anh chị mình giá là 2.300.000 bao ship luôn chậu, giá cực kỳ hữu nghị cho anh em mình chơi Tết luôn. Cây này nhiều nhiều lũa, nhiều đỉnh lũa. Lũa này là lũa tự nhiên, khúc này là lũa tự nhiên đó cô chú anh chị. Lũa đỉnh là lũa tự nhiên. Em xin phép qua cây luôn. Em thay đổi bầu không khí giao lưu với cô chú anh chị mình một cây sam ngọc nha cô chú anh chị. Cây này để trong chậu quạt khá là đặc sắc nè, cốt cành to bự, không còn dây kẽm gì hết nha cô chú anh chị. Cái này nhìn trên màn hình thì thấy nó nhỏ chứ ngoài to của anh chị. Ngoài to nha. Cái chậu quạt này, chậu quạt cái size lớn nhất mà em mua được luôn á. Một cụm rừng xanh ngọc trắng dáng bay này nằm trên cái chậu quạt này, nó có cái độ cong mô mô giống như là ở cái sườn đồi sườn núi. Nhìn đây như nè, như động phong nha nè cô chú anh chị, sườn đồi sườn núi nó lũa trắng trắng rất là đẹp. Cây này có tán ngang là 84, hoành ở điểm này là 74. Chiều cao là 50. Em đo tới đáy luôn là 72. Em xin phép giao lưu cây mã số 7, cây sam ngọc, giá là 3.200.000 bao ship luôn chậu. Này em thả dây hết rồi nha. Từng bánh là cô chú anh chị. Giờ cô chú anh chị chỉ tỉa vô form hết rồi. Vô form hết rồi. 3.200.000 cho cây mã số 7 cô chú anh chị. Một tác phẩm sam ngọc. Rồi em qua cây một siêu phẩm nha cô chú anh chị. Siêu phẩm clip hôm nay. Clip hôm nay nha cô chú anh chị. Cây này to xác lắm nha cô chú ạ. Đây, và đặc biệt cây này mình chơi trầm hương được. Khi cô chú chốt cây này em sẽ tặng kèm trầm hương cho cô chú chị mình chơi Tết luôn nha. Đây, khi mà mình gió tĩnh lặng đó cô chú anh chị thì tụi nụ trầm hương nó sẽ rớt từ từ nó len lỏi trong cái vách lỗ này nè cô chú anh chị. Đây, em quay một vòng về và em sẽ để yên cho chồng nó rơi xuống những thứ gì mình chiêm ngưỡng. Có những anh khách đó đang tìm những tác phẩm mà mình chơi trầm được đó, thì đừng bỏ qua cây này nha cô chú anh chị. Lâu lâu em chỉ có một cây thôi chứ không có hoài loại này đâu. Hiện tại bên em hiện tại đang có gió nên trầm nó hơi bay. Để tĩnh lặng ở cái mặt này cho cô chú chị thấy. Đây là cốt cành to bự hết rồi cô chú chị. Học đo không xấu.
Cái này có chiều cao là 104. Cây này mà mình để ở trước sân của chú anh chị mà tầm 6 giờ đi, mặt trời đã xuống, cái mình đốt trầm hương ha, nó sẽ mùi thơm thoảng từ ngoài sân nó bay vào nhà, rất là thơm luôn, rất là chiêu luôn. Mình pha một bình trà, vừa uống trà mình vừa thưởng ngoạn, còn gì bằng nữa cô chú ơi. Tầm này thì ra đường làm chi nữa. Dạ rồi, cây mã số 9. Nhà vườn xin phép giao lưu của chú anh chị mình là 11.200.000 bao ship luôn chậu ha. Cây này to quá chị. Đế rất là bự. Sài Gòn rất là gần nên cô chú anh chị mình nhanh tay. Rồi, cây mã số 9 cũng là cây kết thúc clip hôm nay. Em cảm ơn cô chú anh chị mình đã yêu thương và ủng hộ nhà vườn trong suốt thời gian qua. Địa chỉ của nhà vườn tọa lạc tại Hữu Thạnh, Đức Hòa, Long An. Số điện thoại liên hệ cũng là Zalo 0326408040. Khi mà cô chú anh chị mình ở gần em thì có thể ghé tận vườn để tham quan giao lưu ha cô chú anh chị. Rồi, em cảm ơn cô chú anh chị mình rất là nhiều. Em xin chào tạm biệt ạ.